trên bàn số 3. Mời hai đội Dũng Lương Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ngọc Kim Anh Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Mời hai đội Dũng Lương Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ngọc Kim Anh Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội về bàn số 3. Thi đấu đôi nam nữ của báo chí. Thank you.
trên bàn số 7. Đội nam nữ mới xây dựng mời hai đội Bình Phượng, Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng Tổ quan công ty kiến trúc và cửa sổ. Mời hai đội Bình Phượng, Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng Tổ quan công ty kiến trúc và cửa sổ về bàn số 7. Mời hai vận động viên